rủ nhau đi xăm chân mày cùng một tiệm, ba cô gái điêu đứng với thành phẩm khó chấp nhận. Đoạn clip được một người dùng mạng xã hội chia sẻ với nội dung: mọi người đánh giá giúp em, đây là ba chị em làm chung chân mày ở một chỗ, xem là đáng thương hay là đáng trách hơn. Mấy chị có tâm sự, hiện tại các chị đi xin việc ở đâu cũng không được, vì người ta yêu cầu phải xóa chân mày đi thì người ta mới dám nhận. Chắc hẳn ba cô gái là ba chị em thân thiết, chính vì vậy đã cùng nhau đi làm đẹp ở một địa điểm. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Khi hội chị em rủ nhau đi làm chân mày chung. Mọi người xem đánh giá giùm em xem ba chị đi làm chung chân mày chỗ xem là đáng thương hơn hay là đáng trách hơn nha mọi người. Chị có tâm sự á, bây giờ chị đi xin việc làm không có ở đâu làm chị hết, người ta kêu. Xăm chân mày là phương pháp tăng trang nhan sắc phổ biến, nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được thợ có tay nghề, và ba người phụ nữ này lại rơi vào phần trăm không may mắn đó. Có thể thấy hiện tại ba người phụ nữ có dáng chân mày y hệt nhau, phần chân mày mới được làm đè lên phần chân mày cũ, không khác gì đang có 4 cái chân mày. Mọi người nên lựa chọn cơ sở uy tín, thợ tay nghề cao để tránh trường hợp như ba cô nàng trên nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fit để cập nhật tin tức mỗi ngày.